mình nhà giàu. Hả? Cái mặt cào cào mà tưởng mình châu chấu. Cái mặt quá xấu mà tưởng mình hằng nha. Hả? Mặt ma da tưởng mình là đặc kỷ. Cái mặt như con quỷ mà tưởng mình tiên nương. Cái mặt con lương mà tưởng mình con lịch. Cái mặt như con vịt mà tưởng mình con gà. Cái mặt bà già mà tưởng mình là thiếu nữ. Cái mặt không biết chữ mà tưởng mình học cao. Cái mặt bánh bao tưởng mình bánh u. Cái mặt như cá bánh thú mà tưởng mình cá he. Cái mặt trái me mà tưởng mình là cái quýt. Cái mặt như con nít mà tưởng mình thanh niên. Cái mặt bị điên mà tưởng mình bị tửng. Ê, hai đứa kia, mặt quần lửng mà tưởng mình quần dài. Cái mặt trái xài tưởng mình trái son. Hả? Cái mặt như cái lon mà tưởng mình cái chén. Cái mặt chim én tưởng mình chim cu. Mặt ngu ngu mà tưởng mình tỉnh táo. Cái mặt con cáo tưởng mình con tròn. Mặt con hồn mà tưởng mình thánh thiện. Cái mặt nhiều chuyện mà tưởng mình hay ho. Ê khoan. Hay ho. Khoan hay ho. Hay ho. Alo. Chú công an phường hả? Đại đó. Ở đây có người hay ho. Hay ho gì mà. Ok, chú xuống liền hả? Dạ. Tới thời mày coi, mày ghẹo đúng nơi, đúng chỗ, đúng ngày chôn của mày luôn rồi đó. Hai đứa kia, mày đứng lại. Ủa? Hôm trước hay ho, đi cách ly rồi mà. Tao chỉ ho thôi, mày tưởng tao Covid à. Đó như gà, tưởng mình tiên tri. Tính si si, tưởng mình điềm đạm. Mặt đen sạm, tưởng mình hồng hào. Mặt trái đào, tưởng mình chim ít. Mặt bánh ít, tưởng mình bánh chưng. Mặt chim ưng, tưởng mình chim cú. Mặt tôm sú, tưởng mình tôm càng xanh. Tính tài lanh lo chuyện niên hạ. Ăn trái xài tưởng là dưa hấu. Ăn trái ấu tưởng là dâu tây. Ăn trái mây tưởng là trái cam. Ăn trái chám tưởng là sơn trà. Ăn trái cà tưởng là trái mơ. Ăn trái bơ tưởng là mượn bắc. Ăn trái tắc tưởng là thanh long. Đi long nhông coi chừng nhiễm Covid á. Thôi rồi mày nghẹo đúng nơi đúng chỗ đúng ngày chôn của mày luôn rồi đó. Ê hai đứa kia. Ăn bánh mì tưởng là bánh cống. Ăn bánh ống tưởng mình bánh lăng. Ăn bánh măng tưởng là bánh nổ. Ăn bánh tổ tưởng mình bánh đúc. Ăn bánh khúc tưởng là bánh xèo. Ăn bánh bèo tưởng mình bánh cốm. Ăn bánh khớp tưởng là bánh tiêu. Ê cái bánh bị thiêu còn ăn nữa hả? Ê hai đứa kia. Đi Mông Cổ tưởng là Việt Nam. Đi Cam tưởng là đi Bỉ. Đi Thụy Sĩ tưởng là Togo. Đi Mexico tưởng là Hàn Quốc. Đi Trung Quốc tưởng là Đài Loan. Không lo giữ con ở đó kiếm chuyện. Ê hai đứa kia. Miệng như cái bô tưởng mình chim chiếp. Tôi màu xanh tím tưởng màu hồng. Mái tóc bền bồng tưởng mình quyến rũ. Cái mặt ủ gũ tưởng mình có duyên. Miệng liên thiên tưởng mình uyên bác. Mặt tam giác tưởng mặt tiểu điền. Chân vòng kiền tưởng mình cân xứng. Cái mũi dị ứng. Ê da. Ủa cái gì vậy? Thì là dung dịch nước muối sinh lý chứa vào tử lợi khuẩn Navat, giúp vệ sinh tai mũi họng, hỗ trợ và điều trị viêm tai mũi họng, dùng được cho mọi lứa tuổi. Rồi, dùng đi, phải cảm ơn.